hạ thì được chứ. Có một hai người nó được không hết. Có nhất định Bắc Bộ. Ừ đấy. Chả mấy khơi. Đây là món cho nhảy nướng à? Món này món gì cháu? Ngao hấp của cô đây. À, ngao hấp vậy? Đây là ngao luộc vậy? Sao lại nướng? Hấp thì phải không có nước chứ. Không, hấp cái giờ kiểu đấy, hấp cách thủy ai ngao, ai hấp cách thủy ai ăn à, được vậy? À, đây kiểu nói à, không có. Mình tưởng bạn chát vào không ăn được. Cái món này mẹ bắt rồi. Nhanh lắm. Cháu ơi. Ăn đi con. Con này giống hôm ăn ở trên đấy này. Con này 1 cân mà. Em để ra giữa hộ đi. Đây đây đây. Đấy. Chủ nhà hàng xăm trổ trong chắc. Bây giờ
nó văn minh lắm, nó ngày vâng. xưa nha. Vâng. Nó là một cái hệ tật thôi. Đại nghị cân đấy nha. Thì được chứ. Công ạ, anh ạ, phải lấy được cơm hết. Ba rô thì được. Mà hương vị nấu lên cũng cảm thấy là thơm thơm nhưng mà không phải. Ừ. Ngon đấy con, ăn đi. Dạ. Để ăn cái này trước này, rồi bẻ ra sau. Mà không ăn con. Ngon quá. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà nhà chùa không được ăn. Trong chùa không ăn. Người ta không giữ giới thì ta ăn, nhưng mà giữ giới thì không ăn. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi, ăn đi. Xem có chắc không? Ăn đi đó. Em chặt cái chính này là lúc rỗ em lấy ô tô đi tít lên đỉnh bàn cờ chân mây cao nhất là ạ. Ui ôi cô đi lên đấy bảo cô đi lên đấy em làm đi được thì chị đang đi giữa đường sợ chủ ơi có sợ cô xuống xe đi nhìn này nhìn này ăn đi cho nó nóng thôi. Con rắn vuông. Ô mà chả hắn đi đi mồ căng trải. Hắn cứ bảo chứ. Chị nhiều lắm rồi. Chị ở bên thông tấn xã yêu nhiều lắm rồi. Hắn vẫn lại bảo giống như là kiểu mới lên đầu ấy. Ừ. Đấy. Hiểu ý là mình hiểu. Ừ. Mình bảo là tên này đúng. Ngồi hiu hiu ngủ mẹ.